Tại buổi chào xã giao ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào chiều nay, ông Kawe Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ nhiều thông tin thể hiện sự quan tâm và mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư tại Đồng Tháp trong thời gian tới. Với tinh thần đó, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng giao thông để mạnh hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư với Nhật Bản. Bên cạnh cảm ơn ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương cũng thông tin về tiềm năng thế mạnh của tỉnh làm cơ sở để chuyển tải đến các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu đầu tư tại Đồng Tháp. Nói bật làm về kinh tế nông nghiệp, Đồng Tháp đứng thứ ba cả nước về sản lượng lúa, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng cá tra và đứng thứ tư về cây ăn trái với các loại trái cây như xoài, nhãn, dân dân. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tỏ lòng biết ơn công lao của các bậc tiền nhân trên quê hương Cao Lãnh từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 11 nhằm ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh long trọng tổ chức lễ dỗ ông bà Tiền Hiền Nguyễn Tú năm 2019. Lễ dỗ được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hóa mộ ông bà Tiền Hiền Nguyễn Tú, tòa lạc khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Tại đây, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh thành ủy quỹ, quỹ ban nhân dân thành phố cao lãnh đảng ủy, quỹ, quỹ ban nhân dân phường mỹ phú và giáo viên học sinh trường trung học cơ sở nguyễn tú xã mỹ trà thành phố cao lãnh đã đến dân hương lên một phần ông bà tiền hiền nguyễn tú chiều nay phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh nguyễn thanh hùng tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ môi trường tiến phát về dự án mạng lưới thu gom vận chuyển và xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải, thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trên địa bàn theo quy định hiện hành, đồng thời xử lý triệt để nguồn rác thải này. Trong năm 2020, công ty Tiến Phát mong muốn triển khai thực hiện thí điểm tại 5 quyền, gồm Lắp Vò, Lai Dung, Tháp 10, Cao Lãnh, Tam Nông và Tân Hồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đánh giá đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới hiện nay và mong muốn dự án sớm được triển khai. Chiều nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chuyển giao chương trình đào tạo ngành bảo dưỡng công nghiệp. Thời gian thực hiện đào tạo là 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2024. Theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa cung cấp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng cao đẳng chính quy cho trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp cấp. Học phí khởi điểm năm 2019 là 23 triệu đồng, các năm tiếp theo tăng theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn trường Đại học Bách khoa đã dành cho Đồng Tháp cơ hội này. Đây là ngành mà tỉnh đang rất cần. Ông Đoàn Tấn Bửu yêu cầu lãnh đạo trường cao đẳng cộng đồng có kế hoạch tiếp nhận và triển khai chương trình một cách hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Theo thống kê của Sở Y tế, trong tuần 42 năm 2019, sốt xuất huyết tăng 15 ca, tăng 7,07% so với tuần 41. Tính từ đầu năm đến nay, sốt xuất huyết tăng 121%, tương đương 2.532 ca so với cùng kỳ năm 2018. Ông Trần Văn Lườm, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh ta. Theo dự báo, dịch bệnh có thể sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 11 sau đó sẽ dần ổn định đến tháng 2 tháng 3 của năm sau. Để sớm khống chế bệnh sốt xuất huyết, cần tạo điều kiện để người dân tiếp cận những biện pháp phòng chống bệnh hiệu quả, khắc phục tình trạng phát hiện bệnh trễ khi bệnh nặng mới đến cơ sở y tế, làm cho việc điều trị trở nên khó khăn mà hiệu quả thường không cao. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đề án chuẩn hóa cao độ xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đơn vị chủ trì tổ chức lập đề án là Sở Xây dựng, theo đó xác định và thống nhất quản lý cao độ xây dựng cho 15 đô thị trên địa bàn tỉnh, gồm thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, thị trấn Mỹ An, thị trấn Mỹ Thọ, thị trấn Lấp Giò, thị trấn Lai Dung, thị trấn Chàm Chim, thị trấn Sa Rài, thị trấn Cái Tàu Hạ, thị trấn Thanh Bình, thị trấn Thường Thế Tiền, trung tâm xã Vĩnh Thạnh, trung tâm xã Đình Yên, trung tâm xã Trường Xuân. Mục tiêu của kế hoạch phòng chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh là đảm bảo đủ nước tưới cho 216.080 ha diện tích gieo trồng vụ hè thu năm 2020. Gồm lúa là 185.000 ha, qua màu 31.080 ha, 30.258 ha cây lâu năm, 100.000 ha lúa thu đông và nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.